Mercedes-Maybach S450-2017 là chiếc xe sedan hạng sang sở hữu thiết kế từ ngoại thất đến nội thất vô cùng sang trọng, đẳng cấp và quyến rũ. Nó được trang bị hàng loạt các tính năng công nghệ hiện đại, đầy đủ tiện nghi, vận hành mạnh mẽ và an toàn. Mercedes-Benz S450-Maybach sở hữu kích thước dài, rộng, cao lần lượt là 5.462, 1.899, 1.498mm. So với những chiếc S500 thế hệ trước, Mercedes-Benz S450-Maybach dài hơn 346mm. Thậm chí nếu so sánh với Mercedes-Benz S500-Maybach trước đây, chiều dài của Mercedes-Benz S450-Maybach vẫn nhỉnh hơn đôi chút. Đó chính là yếu tố tạo nên sự bề thế của vẻ bề ngoài và là tiền đề cho sự rộng rãi của khoang thương gia phía bên trong. Gương xe tích hợp xi nhan LED và camera 360. Xe sử dụng bánh mâm 20 inch, kích thước lốp 245/50. Trên cột xe có xuất hiện logo Maybach. So với thế hệ trước, thiết kế đuôi xe Mercedes-Benz S450-Maybach không có nhiều khác biệt. Khoang để đồ phía sau mất một phần diện tích nhỏ do sự xuất hiện của ngăn lạnh. Mercedes-Benz S450-Maybach sử dụng động cơ V6 3.0 lít với hiệu suất 367 mã lực, mô men xoắn cực đại 500 nm. Hộp số là loại tự động 9 cấp 9G, Tronic, hệ dẫn động 4MATIC. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 5,9 giây, tốc độ tối đa 250 km/h. Mercedes-Benz S450-Maybach vẫn mang đậm phong cách thiết kế của dòng sản phẩm S-Class trước đây. Trên phiên bản Maybach, các chi tiết da, nội thất được thêu chỉ theo hình quả chám. Điểm khác biệt lớn nhất trên thế hệ mới chính là vô lăng 3 chấu thay cho 2 chấu trên thế hệ cũ. Ngoài ra, cụm màn hình kép 12,3 inch, hệ thống giải trí, điều hòa và những tính năng hỗ trợ người lái không có quá nhiều điểm khác biệt. Vô lăng mới đi kèm thiết kế tinh tế hơn cho các phím tiện ích, logo Maybach khắc chìm phía dưới. Điểm sáng của khoang nội thất chính là hàng ghế thương gia phía sau. Hàng ghế thứ hai của Mercedes-Benz S450-Maybach được tối ưu cho hai ghế ngồi với đầy đủ những tiện nghi. Vị trí chính giữa được tối ưu cho những tiện nghi như bệ tì tay, bàn làm việc, ngăn chứa đồ và một số vị trí để cốc. Phía sau bệ tì tay trung tâm chính là ngăn lạnh có dung tích 8,5L chứa rượu và hai chiếc ly bạc được chế tạo riêng cho Mercedes-Benz S450-Maybach. Sự sang trọng tới từ những chi tiết rất nhỏ. Hệ thống âm thanh của Mercedes-Benz S450-Maybach là dàn Burmester 2 N3D 26 loa, công suất 1.590W. Đặc biệt, cửa sổ trời trên Mercedes-Benz S450-Maybach có khả năng đổi màu, giúp những hành khách có thể cảm thấy thoải mái ngay cả khi mở cửa sổ trời trong điều kiện nắng gắt. Bộ điều khiển giúp hành khách tận hưởng hệ thống giải trí, tiện nghi phía sau. Trên màn hình mà quý vị và các bạn đang xem là chiếc xe Mercedes-Benz S450-Maybach đã qua sử dụng, sản xuất năm 2017. Đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, chiếc xe đã lăn bánh được 60.000 km. Chúng tôi đang bán với giá hơn 5 tỷ đồng. Chiếc xe này chúng tôi vẫn bán trả góp. Quý vị và các bạn chỉ cần phải trả trước 30% giá trị xe, số còn lại là 70% quý vị và các bạn trả đều trong 5 năm, với lãi suất ưu đãi, thủ tục rất nhanh chóng và đơn giản. Chúng tôi cam kết chiếc xe không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc nguyên bản và còn rất mới, được bảo hành và bảo dưỡng theo định kỳ. Quý vị và các bạn có thể kiểm tra xe tại bất kỳ đại lý hay gara nào mà quý vị và các bạn muốn.
Mm-hmm.